Trần Nguyên Thu Hà Nội góc cầm đỏ, Đinh Thị Minh Thuyên Hà Nội góc cầm xanh và hiếu. Các trọng tài chuẩn bị, huấn luyện chuẩn bị thi đấu. Trận đấu tiếp theo trọng tài Phạm Quang Dũng của mình. Vũ Thị Yến Nhi, Bắc Ninh, Tân Kỳ Luận, Bắc Ninh của mình. Trận đấu kết thúc bằng chiến thắng tuyệt đối cho đội Cẩm Thanh đoàn Hà Nội. Mời trọng tài.